các địa phương giãn cách xã hội phải xét nghiệm toàn dân trước 15 tháng 9. Tối 8 tháng 9, tại phòng làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kiểm tra trực tuyến việc thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch của Hà Nội cùng một số quận phường thuộc Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương. Qua việc kiểm tra của người đứng đầu chính phủ cho thấy, một số nơi đã nắm chắc, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ, giải pháp phòng chống dịch. Tuy nhiên, tại một số phường, lãnh đạo còn lúng túng, chưa nắm vững các nhiệm vụ giải pháp phòng chống dịch trên địa bàn. Thủ tướng yêu cầu các bí thư, chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố khẩn trương chỉ đạo quán triệt đầy đủ, sâu sắc mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phòng chống dịch đến các lãnh đạo xã phường, thị trấn theo phương châm lấy xã phường, thị trấn là pháo đài, người dân là chiến sĩ. Các địa phương thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội phải hoàn thành mục tiêu xét nghiệm toàn dân trước ngày 15 tháng 9 để loại trừ nguồn lây ra khỏi cộng đồng. Lãnh đạo chính phủ yêu cầu tổ chức thần tốc việc xét nghiệm theo hướng dẫn của Bộ Y tế, rút ngắn tần suất xét nghiệm dài nhất là 2 đến 3 ngày một lần tại những địa bàn có nguy cơ cao, rất cao, dài nhất là từ 5 đến 7 ngày một lần tại các địa bàn còn lại để phát hiện sớm nguồn lây nhằm cách ly, khoanh vùng, dập dịch kịp thời, hạn chế phong tỏa trên phạm vi rộng và thực hiện tốt việc chăm sóc điều trị người mắc COVID-19. Tại những nơi thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16, phải triển khai ngay trạm y tế lưu động. Đối với các địa phương còn lại phải có kế hoạch, phương án tổ chức trạm y tế lưu động tại xã phường, thị trấn để sẵn sàng cho tình huống xuất hiện các ca nhiễm trong cộng đồng. Lãnh đạo chính phủ chỉ đạo thực hiện ngay việc tiêm vaccine khi được phân bổ, tiêm cho lực lượng tuyến đầu, các lực lượng tham gia phòng chống dịch, ưu tiên tiêm cho người cao tuổi, người có bệnh lý nền, phụ nữ có thai và các đối tượng khác theo quy định. Lãnh đạo tỉnh, thành phố, quận, huyện phải tăng cường kiểm tra, giám sát xã phường, thị trấn để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và khắc phục các tồn tại, hạn chế, yếu kém, bảo đảm theo phương châm mỗi xã phường thật sự là một pháo đài, mỗi người dân thật sự là một chiến sĩ và sẵn sàng cho các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra.